Mẹ, hôm nay á con có nấu gỏi nha đam với tôm tươi, lẩu cua đồng ăn với rau sống. Mùa này ăn mấy món này là tốt sức khỏe, mát lắm đó mẹ. Gỏi nha đam với tôm tươi à? Dạ. Lẩu cua đồng ăn với rau sống. Dạ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Cô nấu cơm. Cô nấu cơm giỏi quá. Hèn chi á là cô làm con trai tôi đó giống như là gạo đã nấu thành cơm. Cái thằng con trai tôi ngu á, nó mới rước cô về đây. Chứ tôi nói xin lỗi cô nha, cái mặt của tôi nè, không có dễ gì mà cô rót mật vô tôi đâu. Cô nên nhớ đó. Mẹ, mẹ đừng nói con vậy. Con đâu có lừa phỉnh, con đâu có gà gì đâu mẹ. Sao? Tôi nói quan cho cô hả? Nè, tội nghiệp quá à. Chứ không phải là thằng con tôi nó nghe lời cô. Hồi lúc trước á, con tôi á, nó không bao giờ cãi lời tôi hết. Nó răm rắp nó nghe lời tôi. Mà bây giờ nó dám cãi lời tôi, nó lấy cái sao chổi như cô đó. Tôi xin lỗi cô. Nếu cô không có rót mật vào nó thì cái thằng con trai tôi hiện tại bây giờ nó không có hư như vậy. Mẹ, con biết á là mẹ không có thích con lấy anh Tuấn. Tại vì con có bầu trước khi cưới. Nhưng mà nói gì thì con cũng là vợ của ảnh. Đây cũng là cháu của mẹ mà. Con đã cố gắng để trở thành một nàng dâu hiền, dâu thảo. Mẹ ơi, không phải vậy đâu mẹ. Mẹ đừng có nói vậy tội con mẹ ơi. Tôi nói cho cô nghe nè, cô nói cô không có làm cái gì hả? Nhìn coi, cái mặt nâng lên coi. Hai cái gò má nó giống như là kim tự tháp Ai Cập đó. Cô làm cho gia đình của tôi nè, nó bất hòa. Đồ đạc ở trong nhà nó hư hỏng hết. Mẹ ơi, nhưng mà từ lúc sinh ra mặt con đã như vậy rồi, đâu có liên quan gì chuyện này đâu mẹ. Thì bởi vậy mới nói, cô là có cái số sao chổi. Khi mà cô sanh ra cô là một con quạ đen rồi. Cô sáp vô cái thằng con trai tôi nên cái thằng con tôi nó làm ăn không có được, nó bị hạn 5 lần 7 lượt. Tôi đã khuyên cô như thế nào rồi mà cô không nghe. Cô để cả nhà này của tôi chết hết rồi cô mới tin hả? Không phải vậy đâu mẹ ơi, cái đó là mê tín dị đoan thôi. Không phải vậy đâu mẹ. Không nói mê tín dị đoan. Cô coi nè, coi đi, mở ra mà coi. Sao tin chưa? Tôi nói có sai không? Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan đến con đâu. Nhà tôi đang yên lành, tự nhiên bây giờ hàng hóa của tôi hư hỏng hết rồi sao? Bây giờ cô nói đi, cô đền cho tôi đi, đền đi. Mẹ, vợ con đang mang thai đó mẹ. Mang thai? Bởi chính vì cái thai này nè mà phải dính cái con sao chổi này vô nhà mình. Mẹ nói cho con biết nha, khi trước con á, 1 mẹ, 2 mẹ. Từ ngày cô lấy nó xong rồi cô đội nó lên trên đầu, đồ sao chổi. Bây giờ mẹ không muốn nói nhiều nữa, mẹ đi nghỉ đây. 1 tuần sau mẹ sẽ rước thầy về đây để mà cúng, xóa đi cái ám khí này nó ở trong nhà mình. Con liệu mà lo làm đi đó. Không sao đâu em, mẹ la vậy thôi, em đừng để bụng nha. Thầy ơi, thầy hả thầy? Thầy! Kêu con dâu của nữ chủ lên đây đi. Dạ dạ dạ. Lan ơi Lan! Lan ơi! Khoan! Dạ dạ sao? Ta có bấm tử vi con dâu của nữ chủ. Sao 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 thầy? Thì... hả sao? Sao? Thì... xấu lắm. Dạ, con nghe người ta nói vậy luôn đó thầy. Bởi vậy bây giờ phải làm một cái lễ cúng giải hạn trừ đi những cái vận trong ngôi nhà này và của con dâu nữ chủ. Dạ. Nếu không sẽ bị tan nhà nát cửa. Dạ. Vậy giờ mình làm sao thầy hả? Thì bây giờ kêu con dâu của nữ chủ lên sẽ biết. Dạ. Lan ơi, Lan! Lan ơi! Đi lên đi con! Tuấn ơi, kêu con Lan lên đi con! Em vô đây. Chào thầy đi con. Chào thầy. Thầy ơi. Thầy chào con. Đây là con dâu của nữ chủ. Dạ dạ. Bây giờ ta sẽ làm phép. Cam. Dạ dạ dạ. Đứng im đó. Hey hey hey. Balapalapalapalabalua. Balapalapalapalabalua. Husila bang balabangkalala hey sila ba bala bala hey si balabum 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 husila bum balabum balabum hey. Giáng đã bùa lên. Hôm nay chỉ là hâm bà lăng xi măng hâm bà lăng thịt có tao chả bạc nha. Rồi, cho con gái nữ chủ uống đi. Dạ 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 thầy cầm đi thầy. Mẹ, không được, sao mà uống như vậy được mẹ? Con đang có thai mà, uống là ảnh hưởng con của con sao? Nghe, con nghe lời mẹ, uống vô đi. Cái này là phép, con hiểu không? Thuốc phép. Nè. Không uống sau này tán gia bại sản, đừng có tìm tôi cầu cứu nghe chưa? Con thấy không? Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Tại sao người xưa người ta nói vậy con không biết hay sao vậy? Mẹ ơi, cái này là mê tín dị đoan. Sao mẹ uống mê vậy được mẹ? Con nghe là mẹ. Không được, bỏ ra, bỏ con ra. Đè nó xuống, bỏ nó ra. Bỏ nó xuống. Bỏ xuống. Vợ con bị sao vậy mẹ? Máu. Cô cho nó đi nhà thương nhanh lên. Dạ dạ. Nhanh lên. Con sao rồi con? Hả? Nó sao rồi? Bây giờ mẹ nói cho con nghe. Bây giờ con nó mất rồi thì nó còn không còn là cái gì ở trong gia đình mình nữa. Con nó nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ sẽ cho người đó đưa ra bến xe. Nha con. Thôi được rồi, mẹ đừng có nói nữa. Ê con ơi, con ơi. Cậu ơi, tôi xin cậu mà. Gia đình tôi bây giờ hết tiền rồi. Bây giờ cậu có đập phá hay cậu giết người gì á, mẹ con tôi cũng không còn tiền trả. Tôi xin hứa, là một tuần sau tôi có tiền tôi trả cho mấy cậu. Muốn gì á thì nói với chủ nợ của mấy người á. Đúng vậy. Hả? Có chuyện gì đó chỉ tôi nè. Tùng, con tin con, cô lại con mà. Bây giờ cô không còn tiền cô trả cho con. Nhưng mà cô hứa, là cô khất rồi cô sẽ trả lại cho con mà. Cô khất bao nhiêu lần rồi, làm sao mà con biết cô có trả hay không? Anh Tùng, anh cũng thấy rồi đó. Việc làm ăn của em nó thất bại. Mà đi làm ăn mà anh Tùng, thất bại là chuyện bình thường thôi. Bây giờ anh Tùng cứ chỉ con đường sống của mẹ con em thì mẹ con em chỉ có đường chết thôi à. Mà anh Tùng cũng không lấy được tiền nữa. Em xin anh Tùng cho em một thời gian để em xây tiền, em trả anh nha anh Tùng. Em xin anh á. Nắm đã chưa? Việc làm ăn thất bại là chuyện bình thường. Tôi tưởng đối với các người, thất bại hay không là do gặp phải cô con dâu may mắn hay là xui xẻo. Đúng không? Vậy là sao? Là sao anh? Là sao thì lát nữa rồi biết ha. Chứ bây giờ tôi nghe mấy người khất nợ hoài tôi nhức đầu quá. Muốn gì thì làm ơn nói chuyện với vợ tôi một cái. Vợ anh ở đâu? Chờ em xin em nói chuyện với vợ anh. Em yêu ơi, hai người có chắc là tôi sẽ đồng ý không? Là con hả Lan? Sao em ở đây? Là con sao? Phải. Bây giờ tôi chính là vợ của anh Tùng. Vậy là sao? Sau cái ngày mà hai người nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà, lại còn làm tôi hư thai nữa, tôi không còn mặt mũi nào để về quê. Một mình tôi đã phải bôn ba nơi đất khách quê người. May mắn thay, tôi đã gặp được anh Tùng. Anh đã cưu mang và giúp đỡ tôi. Anh yêu thương tôi thật lòng và chấp nhận bỏ qua tất cả. Từ quá khứ có một đời chồng cho tới cái dung nhan mà bà cho là sát phu đó. Và kết quả thì bây giờ bà thấy rồi đó. Tôi đang sống rất là hạnh phúc. Lan ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ chúc con hạnh phúc. Nhưng mà con ạ, bà đang định xin tôi khất nợ đúng không? Xin lỗi, tôi không làm được. Đây là cái giá mà hai người phải trả. Lan ơi, mẹ xin con bà Lan. Anh xin em mà. Con tha thứ cho mẹ đi con. Tôi không biết là số phận của mỗi con người có được định đoạt trước khi người ta sinh ra hay không, nhưng tôi biết một chuyện, nhân quả là có thật. Và đây là bài học mà hai người xứng đáng được nhận đó. Xiết đi mấy đứa. Lan ơi, em thiệt nhà đi Lan. Mình đi ăn bún đậu mắm tôm thôi em. Mẹ. Khi mà cô sanh ra cô là một con quạ đen rồi. Tự nhiên bây giờ hàng hóa của tôi hư hỏng hết rồi sao? Bây giờ cô nói đi, cô đền cho tôi đi. Đến đi. Mẹ ơi, cái này là mê tín dị đoan. Sao mẹ uống vậy được mẹ? Cô kêu là mẹ không được. Bỏ ra, bỏ con ra. Này nó xuống.